Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 1 trang 28 đến trang 30. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc là cổ tích. Một nhỏ định hướng. A. Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc là cổ tích. Đó là chúng ta dùng lời văn của mình để kể lại nội dung một truyện truyền thuyết hoặc là cổ tích đã học, hoặc là đã đọc, đã nghe. Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết cổ tích không phải là chép lại nguyên văn câu chuyện trong sách. Người viết có thể thay đổi từ ngữ, cách đặt câu, thêm một vài chi tiết, thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc là nêu ra một cái kết thúc khác theo hình dung tưởng tượng của mình. Rồi chúng ta lựa chọn truyện. Nếu đề bài không yêu cầu kể lại một truyện nhất định thì các em nên chọn một truyện em thích. Hai nhỏ thực hành bài tập kể lại truyền thuyết thánh gióng. Chuẩn bị thì các em sẽ đọc lại truyền thuyết thánh gióng, chúng ta ghi lại những cái sự kiện chính rồi tưởng tượng về nhân vật thánh gióng. Suy nghĩ về những cái chi tiết hình ảnh, từ ngữ, biểu cảm có thể thêm vào. Tìm ý và lập dàn ý thì chúng ta tìm ý bằng cách đặt ra và trả lời các câu hỏi như: truyền thuyết thánh gióng kể lại chuyện gì? Chuyện có những sự kiện và nhân vật chính nào? Diễn biến của câu chuyện mở đầu, phát triển, kết thúc ra sao? Có thể thêm bớt những cái chi tiết hình ảnh của chuyện này như thế nào? Truyền gợi cho em những cái suy nghĩ, cảm xúc gì? Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo 3 phần lớn của bài văn, gồm mở bài, giới thiệu hoặc là nêu lý do kể lại truyền thuyết thánh gióng. Thân bài thì dựa vào các sự kiện chính trong truyện thánh gióng đã học, hãy kể lại bằng lời văn của em. Ví dụ, kể theo trình tự sau, hoàn cảnh ra đời khác thường của gióng. Gióng xin đi đánh giặc và lớn nhanh như thổi. Gióng ra trận đánh giặc, giặc tan thánh gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời. Vua nhớ công ơn thánh gióng, gióng còn để lại nhiều dấu tích. Kết bài nêu cái cảm nghĩ của em về truyện hoặc nhân vật chính trong truyện thánh gióng. C. Viết thì chúng ta dựa vào dàn ý, chúng ta viết thành bài văn kể về truyền thuyết thánh gióng. Tham khảo đoạn văn kể lại sự kiện trong bản sau và viết lời kể cho các cái sự kiện tiếp theo. Sự kiện chính, hoàn cảnh ra đời khác thường của gióng, lời văn của em ví dụ mẫu. Câu chuyện ấy đã xảy ra từ đời Hùng Vương thứ 6. Ở làng Giấm có hai ông bà già nổi tiếng là sống phúc đức. Hai ông bà rất mong có một đứa con. Thế rồi một hôm bà ra đồng, trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử. Không ngờ về nhà bà mang thai. Điều kỳ lạ là mãi 12 tháng sau bà mới sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng rỡ vô cùng, nhưng kỳ lạ hơn nữa là đứa trẻ đã lên 3 mà vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Rồi sự kiện tiếp theo, gióng xin đi đánh giặc và lớn nhanh như thổi thì chúng ta sẽ viết lời văn của em. Gióng ra trận đánh giặc, giặc tan ra thánh gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời. Vua nhớ công ơn thánh gióng, gióng còn để lại nhiều dấu tích. Tiếp theo câu D, kiểm tra và chỉnh sửa, thì chúng ta kiểm tra dàn ý và bài văn đã làm. Bài viết đã thể hiện đầy đủ nội dung truyện thánh gióng chưa? Có điểm gì thay đổi trong nội dung và cách kể lại câu chuyện? Chẳng hạn thay đổi từ ngữ, cách đặt câu, thêm một vài chi tiết, thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm của người viết. Rồi xác định các lỗi cần chỉnh sửa trong dàn ý và bài viết, dùng từ, chính tả, ngữ pháp, liên kết câu. Tiếp theo bài tập, chúng ta kể lại truyền thuyết thánh gióng. Từ thuở còn thơ bé, ta đã được nghe bao câu chuyện kể của bà, của mẹ về lịch sử hào hùng, về những truyền thuyết ly kỳ, và có lẽ ai khi ấy cũng mang trong mình niềm tự hào ngưỡng mộ những vị anh hùng trong truyền thuyết của dân tộc. Thánh gióng là một vị anh hùng oai phong như thế. Truyền thuyết thánh gióng là truyền thuyết vô cùng hấp dẫn kể về người anh hùng này. Truyền thuyết kể lại rằng, đời Hùng Vương thứ 6 ở một ngôi làng nọ bên sông Hồng, có hai vợ chồng nông dân vừa chăm chỉ
làm ăn lại có tiếng phúc đức, nhưng đến lúc sắp về già mà vẫn chưa có lấy được một mụn con. Một ngày kia bà vợ ra đồng như thường ngày, trông thấy một vết chân to, bèn đặt chân mình vào ướm thử, về nhà bà liền mang thai, hai vợ chồng mừng vô cùng. Nhưng không giống những người khác, 9 tháng 10 ngày qua đi, bà mang thai 12 tháng mới sinh ra một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đặt tên là Giống. Điều kỳ lạ hơn nữa là Giống lên 3 tuổi vẫn chẳng biết nói, chẳng biết cười, đặt đâu nằm đấy. Hai vợ chồng vừa buồn vừa lo lắng. Cũng năm ấy giặc Ân đem quân sang xâm lược bờ cõi nước ta, gây nên bao nhiêu tội ác, dân chúng vô cùng lầm than khổ sở. Xét thấy thế, giặc Mạnh nhà vua bèn sai người đi khắp cả nước tìm người hiền tài cứu nước. Sứ giả đi đến mọi nơi, đi qua cả làng của Giống, nghe tiếng rao ai có tài có sức xin hãy ra giúp vua cứu nước. Thì Giống đang nằm trên giường bỗng cất tiếng nói đầu tiên: "Mẹ ơi, mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con." Thấy vậy, bà mẹ rất bất ngờ vui mừng, vội đi ra mời sứ giả vào nhà. Giống yêu cầu sứ giả về tâu với vua, chuẩn bị đầy đủ ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để cậu đi đến giặc. Kỳ lạ hơn, sau khi sứ giả trở về, Giống ăn rất khỏe và lớn nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc xong đã sức chỉ. Mẹ cậu nuôi không đủ đành nhờ đến hàng xóm láng giềng. Bà con biết chuyện nên cũng rất phấn khởi, ngày đêm tấp nập nấu cơm, đợi cà, may vá cho cậu rất chu đáo. Ai cũng hy vọng Giống sớm ngày ra giết giặc cứu nước, trừ họa cho dân. Ngày ấy giặc vừa đến sát chân núi Trâu thì sứ giả đã cũng kịp mang vũ khí tới. Giống bèn vươn vai đứng dậy, lập tức trở thành một tráng sĩ, khoác áo giáp, cầm roi sắt, chào mẹ và dân làng rồi nhảy lên ngựa, cả người cả ngựa lao như vút ra trận. Trên chiến trường, Giống tung hoành ngang dọc, tả đột hữu xung, giặc chết dưới tay như ngã rạ, bỗng gậy sắt gãy. Giống nhanh như chớp nhổ tre bên đường làm vũ khí mới. Giặc sợ hãi chạy trốn, dẫm đạp lên nhau mà chết khi trời đất đã sạch. Bóng giặc, Giống phi ngựa bay về núi Sóc, cởi bỏ áo giáp sắt, vái tạ mẹ rồi bay về trời. Vua phong hiệu cho cậu là Thánh Giống. Nhân dân lập đền thờ phụng ghi nhớ công ơn. Nhiều đời sau người ta còn kể, khi ngựa sắt thét ra lửa đã thiêu rụi một làng. Đến nay, làng ấy gọi là làng Giống. Những vết chân ngựa in xuống ngày xưa nay đã trở thành những ao hồ to nhỏ nối tiếp nhau, là di tích minh chứng cho chiến công oanh liệt của Thánh Giống. Nhiều thời đại qua đi, truyền thuyết người anh hùng Thánh Giống vẫn được lưu giữ và truyền tụng mãi trong dân gian. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Thánh Giống chính là biểu tượng cho ước mơ, sức mạnh bảo vệ đất nước của nhân dân ta. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 sau khi xem xong. Các em thích thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.